Vậy thì bà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cùng với nhau chủ đề là giữ chân khách hàng cũ. Rồi, hello tất cả lớp mình nha. Chào thầy Cường và 73 bạn đang ở trong room của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục với cái bài của tuần trước. Được không ạ? Tuần trước các bạn học về cái gì ạ? Rồi, tuần trước mình làm cùng với nhau với cái chủ đề là tìm kiếm khách hàng mới. Đúng không? Vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cùng với nhau chủ đề là giữ chân khách hàng cũ. Đúng không ạ? Bởi vì trong kinh doanh á, khi mà mình bán hàng xong rồi, đúng không? Là mình đồng nghĩa việc mình có khách hàng. Khi đã có khách hàng rồi á, chúng ta phải tìm những cái phương pháp để làm sao giữ chân được khách hàng của mình lại. Bởi vì bây giờ ai cũng cạnh tranh những cái ngành hàng giống nhau, đúng không? Và thậm chí là bán hàng rất là dễ dàng. Người ta chỉ cần biết cái nguồn hàng và người ta đánh về người ta bán thôi. Phải không ạ? Đó, cho nên là đối thủ cạnh tranh ngày càng lớn, ngày càng nhiều. Nếu như mà mình không có những cái phương pháp để giúp giữ chân khách hàng lại thì họ cũng sẽ đi thôi. À, đấy. Chính vì thế mà một cái công ty mà muốn mở rộng được cái vòng tròn khách hàng của mình á, đồng thời nó cũng phải giữ chân được khách hàng cũ nha. Nếu mà cứ chuyên tâm tập trung đi tìm kiếm khách hàng mới thôi mà không có giữ chân khách hàng cũ lại thì sao các bạn? Thì vòng tròn khách hàng lúc nào nó cũng nhỏ hẹp hết, nó không bao giờ mở rộng ra được. Đấy. Thì ngày hôm nay mình cùng nhau tìm hiểu cái bài giữ chân khách hàng cũ này sẽ sử dụng những cái phương pháp gì áp dụng vào đây ha, và trong hệ thống GoSale á, nó sẽ làm được những cái gì để giúp cho các bạn giữ chân được khách hàng của mình. Ok, rồi mình là Chi, đến từ phòng đào tạo của công ty MedaStep, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái chủ đề này nha. Thì chị để một cái câu gọi là giữ chân khách hàng cũ để mà mình tăng được cái doanh số bán hàng. Đấy. Thì muốn tăng cái doanh số bán hàng này á, mình lo mình chăm sóc lại những cái khách hàng cũ của mình, bởi vì họ là những người khách đã mua hàng mình rồi và họ có trải nghiệm sản phẩm của mình rồi. Đó, vì sao mình không chăm sóc họ để họ tiếp tục ra đơn hàng với mình, đúng không ạ? Một cái chi phí á các bạn mà để đi tìm khách hàng mới này kia á, nó tốn gấp 5 đến 7 lần so với là cái việc mà các em giữ chân khách hàng cũ lại. Đúng không? Giờ hình dung chung với chị nha. Nếu như mà bây giờ em bán một cái sản phẩm, em phải đi chạy quảng cáo không? Cái khúc đầu tiên á là gì? Mình chưa có khách hàng. Thì mình giới thiệu bạn bè, người thân, gia đình mình, giới thiệu đến một lúc nào đó thì nó cũng hết thôi. Đúng không? Làm sao mà mình có cái data mà số lượng lớn, lúc nào mà cũng có người thân, người quen của mình để mà mình bán hàng cho họ được. Phải chưa? Mình phải đi tìm những khách lạ, khách không hề quen biết với mình. Đó, thì ta gọi là đi tìm kiếm khách hàng mới. Tuy nhiên là những cái chi phí này nó cao, nó đội lên rất là nhiều lần, 5 đến 7 lần. Đó. Bởi vì các bạn phải chạy quảng cáo nè. Phải chưa? Các bạn làm sao để thu hút họ đến với cái gian hàng của mình, biết được sản phẩm của mình là cái gì. Đó, thì các bạn bỏ tiền ra các bạn chạy quảng cáo. Nhưng mà những cái chi phí đó, đó, nó sẽ làm cho các bạn bị gọi là hao hụt do vô cái phần mà gọi là chi phí dự trù của các bạn ban đầu nè. Những chi phí marketing nhiều khi là hả, trong tùy chứng dịch ha, nó sẽ có cái độ nhân rộng lên, và đồng thời là các bạn mất thêm tiền, được chưa? Đấy, thì trong trong cái phân khúc bán hàng mà ai không chịu cộng cái biến phí vào cái tiền giá tiền bán á, đó thì á, là làm sao mình có được cái phần đó để mình làm marketing. Đó, em hiểu không? Cái phân khúc cái giá thành mà để mà mình bán ra một cái sản phẩm á, nó cộng tới bốn cái yếu tố vào lận ha, bốn phần vào lận. Cái phần đầu tiên là cái vốn gốc em nhập về cái sản phẩm đó là bao nhiêu, được chưa? Chị lấy ví dụ chị nhập cái áo thun là 30.000 đồng,
À, áo thun bình thường thôi, à, chỉ in bình thường thôi, 30.000 đồng là cái vốn, cái gốc, cái giá gốc mình phải bỏ ra. Nhưng mà chị không có thể nào bán 30.000 cái áo thun đó hết các em. Nếu mà bán gì sao? Thì quê vốn thôi chưa? Mình làm gì có tiền để mình chi trả cho nhân viên nữa hoặc là tiền thuê mặt bằng nữa. Cho nên á, là mình phải cộng vô cái phần định phí. Thứ nhất là định phí, là những cái chi phí cố định, phải không? Em thuê nhân viên, một tháng em phải trả cho người ta 8 triệu đồng, 9 triệu đồng, ví dụ là vậy, được chưa? Thì á, những cái phí mà không có thể thay đổi liên tục vậy, tháng nào em cũng phải lặp đi lặp lại cái việc là trả tiền hàng tháng cho người ta với số tiền cố định như thế, rồi tiền mặt bằng của em, đó, đúng không? Tiền nhân viên, tiền mặt bằng nè, những cái tiền chi phí cố định thì em gọi đó là biến, cứ gọi là định phí, được chưa? Rồi cái phần tiếp theo là mình cộng cái biến phí vô ha, định phí rồi tới biến phí. Biến phí hiểu đơn giản là những chi phí biến động thế thôi. À, nó biến động vì sao? Đâu phải tháng nào em cũng phải trả tiền điện 1 triệu đâu. Cơn lỡ có nhiều tháng là ha, nó điện nó nóng lên nè, thời tiết nóng dần hơn thì bắt đầu em xài máy lạnh ở trong quán nhiều hơn, đúng không? Nó hao hơn thì á, cái chi phí cuối tháng nó ra tiền điện nhiều khi là 2 triệu đồng, 3 triệu đồng gì đó, nó gấp lên, nó gấp đôi lên đó, biến phí đó. Rồi sao nữa? Tiền gì? Tiền cấu hao máy móc, phải không? Em mở cái quán xay sinh tố đi, ví dụ là vậy ha. Rồi em xay cái máy xay hàng ngày thì đến một lúc nào đó nó cũng hư cái máy đó, thấy chưa? Rồi em cũng phải bỏ cái chi phí dự trù của mình ra để mà mình thay cái máy mới. Vậy là nó đó là những chi phí biến động nha. Và cuối cùng, à, một cái nữa, cái chi phí marketing đó các em. Rồi, chi phí marketing, tại sao chị nói nó biến động? Lúc nãy chị cũng có giải thích rồi, nó theo từng chiến dịch, đúng không? Chị giả dụ như là, và theo từng mặt hàng nữa nha. À, em làm những cái mặt hàng tiêu dùng á, em chạy quảng cáo thì chi phí nó rẻ hơn những cái mặt hàng giống như là nè, chị ví dụ bất động sản này, đó, nhìn qua bên đây thấy luôn, bất động sản này kia này. Ha, những cái sản phẩm có giá trị cao và khách hàng của mình á, cái tệp khách hàng mà cho cái việc quảng cáo mà người ta tìm kiếm mang tới cho mình á, nó hiếm. Ha, những người mua nhà làm gì mà gọi là đại chúng được, đúng không các em? Phải có tiền tỷ trở lên thì mới mua được nhà, đúng không? Đó, và thậm chí người ta có tiền tỷ mà người ta không có nhu cầu cũng vậy thôi, và người ta đang có nhu cầu đó, và mình tìm kiếm tới người ta, mình chào mời sản phẩm, mình cho người ta xem sản phẩm đấy, thì đó, những cái loại hình đó nó tốn tiền rất là nhiều, đúng không? Rồi biến phí đó nha. Và cuối cùng là em phải cộng thêm cái lãi của em vô, à, cái lợi nhuận của em vô đó, thì mới mới cấu thành lên một cái giá trị bán ra được. Thì bây giờ cái áo thun 30.000 đồng ha, giờ mình chia phần trăm đi, 25% là biến phí, 25% là định phí, đúng không? Rồi cuối cùng là cái gì? Là cái tiền lời của mình bán vô. Thì bây giờ cái áo thun này ha, chị bán lên 150 ngàn hoặc là 180 ngàn thì bắt đầu mình mới có những cái chi phí kia. Rồi bắt đầu mình làm việc tiếp của mình. Đó, lỡ một mai mà cái áo này nó ế, nó không có bán được hả, thì chị còn biết đường mà chị lui được ha, chị giảm giá xuống, đúng không? Chị ngắt cái phần biến phí ra, chị giảm giá xuống một cái thì chị vẫn có lời, đúng không? Đấy, cho nên là mình phải tính toán cho kỹ về cái phần này, được chưa? À, một khách hàng mà người ta đã mua hàng của mình rồi thì á, cái động cơ mua hàng tiếp theo á, nó rất là dễ hơn là một cái khách hàng mới chưa biết gì về mình hết. Rồi, và muốn người ta mà quay lại mà mua hàng của mình á, thì mình còn phải có những kỹ thuật để mà mình chăm sóc họ nữa nha. Nhìn vô cái phần cái slide này, tụi em thấy được là cái gì? Rồi, cái mô hình phải không? Mô hình phễu với mô hình bánh xe, được chưa? Thì nó có tên hết đó các bạn. Cái mô hình này là người ta gọi là funnel. Thì cái phễu, ngày trước đó, người ta chỉ làm phễu thôi, là người ta có bộ phận marketing, người ta tìm lead, người ta đem lead về chuyển qua bộ phận sale, tư vấn, chốt đơn, được chưa? Thì sale bắt đầu làm việc của họ ha, họ giỏi thì họ chốt được đơn, được chưa? Không giỏi thì mất cái lead đó. Đó, thì khi chốt đơn thành công rồi thì những người khách lạ đó, đúng thiệt là người ta trở thành khách hàng của mình chưa?
À, nhưng mà những người khách hàng này có trung thành không các em? Đâu trung thành đâu, phải không? Người ta thấy cái chỗ khác khuyến mãi người ta chạy qua liền. Những cái chỗ khác nào có giá cạnh tranh hơn, ví dụ chị bán áo thun 180 nhưng mà bên đó cũng có cái mẫu y chang, tại vì hai bên đều nhập hàng Quảng Châu về bán hết á, người ta bán rẻ hơn có 130 thôi, rẻ hơn được hẳn 50.000 đó, thì làm sao mà họ ở lại với mình tiếp tục, đúng không? Họ không có muốn mua hàng của mình nữa, tại vì họ họ thấy là bên mình bán mắc hơn ha. Cái list này những người khách hàng này cũng sẽ đi thôi, đi đi hết, đi hết được chưa? Nhưng với cái gì, với cái flywheel này nè, hiện tại bây giờ là bây giờ mình phải có cái service vô, đúng không? Phải có dịch vụ chăm sóc khách hàng vô ở chỗ này. Bây giờ bán một sản phẩm rất là mắc tiền, ví dụ giống như chiếc xe đi, xe gắn máy đi, 40 mấy triệu đồng, từ bộ phận marketing đó, nó đã bỏ chi phí marketing ra để mà nó tìm kiếm khách rồi. Khi có được cái list này, sale làm việc tốt, sale chốt được cái đơn này ha, rồi họ trở thành khách hàng, đúng chưa? Giống như thế này đúng không? Này, trở thành khách hàng rồi này. Vậy thì sao? Họ mua một cái sản phẩm mới là một chiếc xe gắn máy vậy. Khi mà họ về, họ chạy xe. Giờ họ có những cái vấn đề phát sinh ra. Rồi cho khó chịu quá, cái xe này nó không có phù hợp với mình. Tay ga của nó rất là yếu. Hay là thậm chí là cái kèn xe nó yếu quá. Mà bây giờ bên được không có một cái bộ phận chăm sóc nào để mà gọi lại hỏi thăm về cái sự trải nghiệm sản phẩm của khách hàng, thì họ cảm thấy các bạn như thế nào, khó chịu về cái nhãn hàng này nha. Không có một cái bộ phận chăm sóc gì hết, tại vì tôi đã bỏ cái chi phí lớn để tôi mua cái sản phẩm bên anh, tuy nhiên là bên anh không có một cái đội nào gọi là chăm sóc đối tượng này hết. Cho nên là cái bộ phận chăm sóc khách hàng phải có ở đây, dù là em bán sản phẩm nào đi chăng nữa thì em cũng phải có bộ phận chăm sóc khách hàng, để mà những cái bộ phận này nè là những bộ phận mà ngồi đó chờ đợi cho khách hàng gọi điện thoại tới complain mình ha, phàn nàn về cái sản phẩm hoặc là những cái chất lượng sản phẩm hoặc là những cái gọi là những bộ phận này đi. Đây, những bộ phận này mà họ tư vấn không được tốt hay làm sao đó, thái độ nhân viên hay sao đó. Mở một cái cửa hàng ra mà nhân viên ở đó nó phục vụ quá kém, đúng không? Hoặc là mở một cái quán nước ra mà nhân viên ở đó ha thường xuyên không dọn dẹp vệ sinh bàn của khách, thì khách hàng họ cũng được quyền để mà cầm lên, được chưa? Bởi vì người ta là thượng đế mà các bạn. Đấy. Để đối với bộ phận dịch vụ thì họ làm công việc gì? Công việc chăm sóc trước và sau khi bán hàng nha. Trước bán hàng họ phải bỏ một cái thời gian nhất định ra để mà họ chăm sóc anh ta, được chưa? Đó, bán hàng nè, sale chuyển qua bán hàng, sale chuyển qua dịch vụ nè. Và sau khi người ta mua sản phẩm xong, họ sẽ có những cái kịch bản để chăm sóc rất khác nhau hoàn toàn á. Rồi mình qua cái mô hình này nha. Đó, các bạn mà học về marketing thì các bạn cũng biết cái mô cái hình mà chị đang vẽ trên màn hình này nó là cái gì rồi đó, nó là marketing inbound. Thì ở đây người ta viết rõ như thế này, từ một cái người lạ chưa hề quen biết gì với cái cửa hàng của mình hết, phải không? Đấy, làm sao để mà họ trở thành một cái khách hàng, chưa là khách hàng nha, sorry mọi người đó, họ chỉ là một người mà biết đến mình thôi. Đó, ghé thăm vào cái cửa hàng của mình thôi. Đây, cái giai đoạn này mình cần làm những cái gì? Mình cần làm những cái việc làm mà thu hút khách hàng. Mình làm những cái công tác để mà cho người ta thấy mình là cửa hàng ấn tượng, phải chưa? Đó, nói chung làm những cái hoạt động để giúp khách hàng nhận biết ra mình. Thì sao các bạn? Ở đây nó gợi ý sẵn cho các bạn này. Đó, điển hình là trên một cái website đi. Bây giờ là các bạn đang bán hàng online. Thì cái điều mà mình cần làm á là làm sao để mà mình tỏa sáng được ở trên mạng xã hội là thứ nhất ha, rồi gì nữa, ở trên Google đó, trên các kênh, trên các sàn, làm sao để mà mình tỏa sáng ra, và cái sự tỏa sáng đó nó sẽ kéo những cái khách hàng khác nhau biết đến mình. Chị lấy ví dụ là một bài lóc, lớp mình là hình như cũng học lên ngày thứ bảy luôn đúng không, thì các bạn hiểu lóc là như thế nào rồi. Lóc
nó ở trong phần website đúng không? Mình làm website là mình phải đặc biệt chú ý làm blog cho nó hay, cho nó có ý nghĩa, cho nó có giá trị để cho người dùng bắt đầu tìm kiếm mình trên Google, truy cập vào ha những cái chủ đề hay, và người ta tìm hiểu trong đó, người ta đọc bài viết, và cuối cùng mục đích cuối cùng của mình vẫn là hướng người ta đến cái phần mà mua sản phẩm, được không? Đấy thì blog blog này làm ra nó sẽ mang lại một cái doanh thu thụ động cho cái nhãn hàng á, nó tăng dân số thụ động cũng nhờ qua cái blog này. Và đồng thời á là khi người ta truy cập đến cái blog á, người ta cũng điều hướng chuyển hướng về cái website của họ, mục đích là tăng cái traffic website lên nha. Bây giờ làm sao làm blog để làm cho hay nè, trong hệ thống GoSell có các bạn còn nhớ không, trong hệ thống GoSell có phần viết blog. Đây, mở lại nhắc cho các bạn nhớ nha. Ở đó mình vô cái trang admin này thì mọi thứ làm việc là đều làm ở trên trang admin hết ha các bạn ha. Muốn thiết lập ra một cái phần mới hay sao đó, chỉnh sửa những cái tính năng gì nó đều nằm trên trang admin hết. Đây mình đi viết lắp. Mẹ nhà chị có vẻ hơi yếu nha. Ha. Còn viết lốc ở đâu các bạn? Trong cửa hàng trực tuyến phải không? Đó lưu ý giùm chị ha. Trong cửa hàng trực tuyến thì mình viết lốc ra. Đó, mình tạo ra những bài blog. Đúng không? Nó nằm trong đây nè. Và với cái tần suất là đều đặn. Được chưa? Lúc trước chị cũng đã có giải thích một câu hỏi của các bạn nào, bạn Chiến nào đó. Đấy. Thì bên Google thì ảnh không có quy định là các bạn phải đăng như thế nào, đúng chưa? Không có phải là một ngày phải đăng bao nhiêu bài, hay là đăng ít thì nó không lên tương tác, mà đăng nhiều thì nó bị flop gì đó, không có. Được chưa? Nhưng mà các bạn phải cho cái con Google Bot á, nó hiểu được là cái website này á, thường xuyên là có thông tin mới, có bài viết mới như thế ha, thì nó vô trong website, nó nhận thông tin và ha, rồi nó lập trình ra, nó hiểu được là à cái lịch đăng bài của cái shop này ví dụ là 246 sẽ có bài đăng, hoặc là 357 sẽ có bài đăng, thì theo một cái lịch trình cụ thể như vậy á thì bắt đầu nó trở thành một cái nhịp đều đặn và nó cứ vào nó lấy thông tin ra, đúng không? So với một cái website mà bây giờ mình không có cái nhịp độ đều đặn như thế, lúc thì mình thích mình đăng bài, lúc mình không thích mình không đăng bài luôn, còn lúc mình thích quá mình đăng tới 10 bài. À, thì nó không có hiểu được là cái website của em, cái lịch trình của em đăng bài như thế nào, ha, nó cũng bị rối gì các em. Và đồng thời như vậy á, nó đánh giá thấp về cái website của mình, được chưa? Đó, đối với khách hàng mà người ta thường xuyên vào trong website của mình để người ta đặt bài á, là khách hàng trung thành của mình rồi á, đấy, thì người ta cũng khó chịu với cái việc mà không đăng đều đặn như vậy, không có một cái lịch trình cụ thể nào hết, đó, người ta cũng rời bỏ mình đi, nha. Cho nên là tập trung nếu mà muốn làm blog, xây dựng website làm blog này nè, đó, thì phải có một cái lịch trình nó cụ thể ra, nó cố định ra, và đồng thời là mình cũng thông báo lên trên cái phần ví dụ banner đi, được chưa? Mình để một cái banner ha. Trong cái phần mà thiết kế giao diện này nè, nó cho phép em tạo ra cái banner trượt đúng không? Nhiều cái khác nhau. Thì bây giờ mình gắn banner cũng được, hoặc là mình tạo ra một cái trang thông báo cũng được để cho khách hàng biết biết về mình đăng bài như thế nào, lịch trình đăng bài của mình như thế nào. Đấy. Có nhiều cách lắm. Viết blog rồi. Đó. Khi mà thu hút họ khách hàng, thu hút khách hàng của mình qua blog rồi đó nha. Đấy, bắt đầu bên trong của mình ha, mình phải làm sao để cho những cái nội dung nó thu hút thuyết phục khách hàng để mà người ta ở lại lâu nhất có thể với mình đó, bởi vì các bạn biết cái thuật toán của Google mà, khi mà khách hàng á người ta vào trong bài viết của bạn coi nhưng mà thấy nhận thấy là không có giá trị gì hết á thì người ta ra nhanh,
thì đồng nghĩa với cái việc là cái website này nó không có đưa thông tin hữu ích, không có hay ha, thì đó nó cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái thứ hạng của bạn, trang web của bạn đó. Còn ngược lại đối với một cái trang web nào á mà nó ở giữ chân khách hàng lại lâu nè, khách hàng nó điều hướng khách hàng trỏ qua những cái trang bài viết khác ha, thì á khách hàng sẽ đi lòng vòng trong cái website đó với cái thời gian rất là dài, thì Google sẽ đánh giá cao ha. Đấy, nó dựa vào yếu tố thời gian đó nha các bạn ha, tôi chú ý giùm chị cái phần đấy. Rồi tiếp tục đó, dựa vào những keyword để các bạn làm. Rồi thì cái list này bắt đầu cái người người mà viếng thăm qua cái cửa hàng của mình và làm sao để mình chuyển họ thành list đi các bạn. List là như lúc đầu là mình nói là phải có số điện thoại, phải có thông tin của khách hàng ha, cái trường thông tin khách hàng, họ tên, email rồi đó, số điện thoại, chỉ cần hai yếu tố số điện thoại và cái tên của khách hàng thôi là mình hiểu nó là một list rồi ha mọi người ha. Đây một list đúng không, thì bây giờ mình mở những cái form đăng ký rồi cho những cái form mà giống như là đăng ký nhận trải nghiệm sản phẩm thử hay là đăng ký tập thử yoga ví dụ là vậy, nếu bạn nào mà làm bên dịch vụ thì những cái form liên hệ này á nó nhằm mục đích để chúng ta lấy được cái thông tin của khách hàng. Yeah, đó là những khách hàng thực sự tiềm năng, bởi vì người ta có nhu cầu hẳn hoi vậy đó, người ta mới để lại, tự nguyện để lại thông tin cho các bạn đúng không. Đấy, mình mở những cái nút kêu gọi hành động lên ở trên website của mình và thậm chí là mình lấy lead bằng cái landing page, nhớ không các bạn, mình dùng landing page để mà mình lấy lead đúng không, đó lấy data khách hàng về. Thì đây là cái giai đoạn mà chuyển đổi ha mọi người ạ. Chuyển từ cái người chỉ mới là khách lạ ghé vô nhà mình chơi xíu thôi, nhưng mà họ đó họ để lại thông tin data các thứ, mình chuyển đổi họ qua. Rồi từ cái list này bắt đầu làm sao, bộ phận marketing lọc ra hết những cái số list này, những cái data khách hàng này, bắt đầu chuyển cho bộ phận sale đúng theo cái quy trình lúc nãy chưa, chuyển cho sale, sale tư vấn, sale chốt đơn ha, close, chốt đơn khách hàng. Đó, anh tư vấn bằng cách nào không cần biết, miễn là chốt được đơn thì cái người khách này trở thành khách hàng thực sự của mình nha, trở thành khách hàng thực sự được chưa. Đây thì mình có cái gì ở đây, chốt đơn xong nó nhập về CRM, các bạn có nhớ là CRM lúc mà chị trình bày chưa, CRM nè, rồi sao nữa, đấy email các thứ, lấy được email của người ta rồi. Vậy thì khách hàng này họ mới mua mình có một lần thôi, mình không có thể nói là người ta là khách hàng trung thành được ha, chỉ mới là mua hàng có một lần thôi, thì mình hiểu với nhau là đây là một người tiềm năng có khả năng mua thêm những lần tiếp 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 được tiếp nữa đúng không. Cho nên là nếu như mà mình không chăm sóc họ thì làm sao có được những cái lần sau này họ mua hàng mình tiếp tục ha. Chuyển qua cái giai đoạn delight, đó là cái giai đoạn chăm sóc làm hài lòng đúng không, delight làm hài lòng này, làm hài lòng người ta thì người ta mới thích mình phải không. Thì một trong những cái sự yêu thích tin tưởng nhãn hàng gì đó thì mới xảy ra câu chuyện khách hàng này biến thành cái khách hàng tiềm năng, được chưa. Khúc này phải là tiềm năng trước nè, từ từ mới là promoter, lâu lắm, phải có một cái giai đoạn dài lắm thì họ mới thành promoter được đó. Thì cái giai đoạn mà thành khách hàng tiềm năng á, là bắt đầu họ mua nhiều lần với mình, mua 2, 3, 4, 5 lần gì đó. Đó. Thì có một cái giai đoạn như thế á, thì họ đã trải nghiệm được sản phẩm, được chưa? Trải nghiệm sản phẩm nó dài ra để biết được là cái sản phẩm này nó tốt. Chị lấy ví dụ như đôi giày của Eco đi. Em mới mua lần đầu, không phải vì cái gì, không phải vì mẫu mã đẹp, nhưng mà vì em nghe lời quảng cáo là đôi giày này mang rất là êm chân, mềm mại, thoải mái cái đôi chân của mình, mà đàn ông hay phụ nữ đều mang cái đôi giày này được hết, không phân biệt giới tính. Được chưa? Thì em mua, em trải nghiệm thử, em dùng thử. Đó là lần đầu tiên mua hàng của em. Đấy. Và sau khi em trải nghiệm xong, em thấy cái lời quảng cáo này nó ok, nó đúng. Và cộng thêm được là bộ phận chăm sóc khách hàng hỏi thăm em rất là nhiệt tình, em cảm thấy được tôn trọng, em cảm thấy được người ta tôn trọng em ha, làm những cái cuộc khảo sát với em như kiểu là chấm điểm ha, chấm điểm 9 trên 10 về cái sản phẩm này như thế nào, ba la ba la ba la đó. Họ có một bộ phận chăm sóc gọi điện ra và tư vấn chăm sóc như vậy đó,
Thì bắt đầu trong cái quá trình dài như thế này, em cảm thấy happy, rất là happy với nhãn hàng này. À, và bắt đầu em trở thành một cái người đi đi giới thiệu miễn phí cho người ta luôn. Thì em có nghe nó cái câu nói là marketing truyền miệng á, là cái marketing mà gọi là thành công nhất nha, đúng không? Truyền miệng nhau thôi, không hề có phải bỏ chi phí gì để mà kêu người ta làm cộng tác viên cho mình hết. Tuy nhiên, đó là cái hình thức mà thành công nhất cho tới bây giờ, đúng không? Đó là sự thật về nhãn hàng thì mới được như vậy. Đây, trong quá trình delay này nè, xảy ra những cái vấn đề gì thì bộ phận này sẽ giải quyết, đúng không? Đó, ví dụ người ta có cầm lên lại về cái sản phẩm, hay là cầm lên lại về chất lượng dịch vụ của bên phía bạn cung cấp á, đó, bộ phận này sẽ đưa ra cái hướng giải quyết dựa trên cái anh cấp trên anh đồng ý thì giải quyết nha. À, chị lấy ví dụ giống như là bây giờ là người ta phản ánh về cái chất lượng dịch vụ của bên em làm không có tốt. À, người ta đi ăn uống nhưng mà cái nhà vệ sinh nó hôi quá, không có ai dọn dẹp, không có nhân viên nào ra dọn dẹp hết, được chưa? Thì cái trải nghiệm của người ta bị tệ đi. À, nếu mà em không kịp thời để mà em chăm sóc họ ngay cái giai đoạn đó, là họ sẽ có những cái lời đồn ra, đúng không? Họ làm sao họ bóc phốt, họ họ lăng bài, họ viết về mình xấu ở trên mạng, mà một khi đã dính phốt rồi các em chữa rất là mệt, phải chưa? Thì trong cái giai đoạn đó mình chăm sóc họ bằng cách nào? Ha, xoa dịu họ trước cái đã bằng những cái lời xin lỗi, đúng không? Xin lỗi. Rồi sau đó thì mình bồi thường bằng những cái giá trị thực tế, giống như là em tặng voucher tiếp tục, em tặng tiếp tục những cái phần quà nhỏ nhỏ để mà giúp người ta dịu mát lại ngay cái giai đoạn đó nha. Trở thành promoter này, những người mà đi 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 bán hàng miễn phí cho mình, không có cần phải bỏ vốn bỏ tiền gì hết. Nhưng mà cái promoter này mình còn được hiểu thêm vào cái phần tiếp theo sau bên dưới đây, là những cái người mà đi làm tiếp thị cho mình, là họ họ làm quảng cáo cho mình á, họ làm cộng tác viên cho mình á nha. Thì bây giờ á, em nhìn vào cái sơ đồ ở đây em sẽ thấy được là những cái phần này á, là trong Go Sale á, họ có làm ra cho mình, cho nên là mình tập trung mình sẽ sử dụng cho nó triệt để, được không? Đây là những cái phần Go Sale có nha các bạn ha, đó, hành trình của một khách hàng. Từ khách hàng mới vào cái giai đoạn mà em thu hút khách hàng á, đó, trong đây nó có những tính năng gì? Cái quảng cáo bám đuôi, được chưa? Quảng cáo bám đuôi là ai còn nhớ nè, Facebook Pixel này kia đó, em nhớ không? Facebook Pixel, phải chưa? Quảng cáo bám đuôi họ. Rồi mình làm những cái gì, việc gì tiếp theo? Mình treo được những cái banner ưu đãi trên website của mình ha. Rồi gọi điện chăm sóc này, thì bên đây nó có cái gói Go Call các bạn, đó là cái tổng đài ảo, được không? Đó, thì cái này, cái phần này là cho khách hàng của mình đó, thì có hết tất cả. OAO thì nó từ cái online tới offline, thì bên chị bán từ cái web, cái app, được chưa? Cái social, cái landing page, cái POS, cái Go Call đó, thì trong đây nó nằm trong cái gói đó. Rồi mình có cái phần email, mình làm email hoặc là mình dùng cái thông báo đẩy. Thông báo đẩy này thì chỉ có trên app thôi ha. Đó, trên website thì không có làm được cái thông báo đẩy này. Bởi vì em cũng thấy được là khi mà bây giờ ai cũng sử dụng cái smartphone hết, đúng không? Đấy, thì cái việc mà mình nhận thông tin á bằng cách nào? Lâu lâu tự nhiên mọi người thấy là một cái thông báo mà nó đẩy xuống, trưa nay bạn muốn ăn gì, hay là ngày hôm nay bên mình shop mình có giảm giá ba la ba la các thứ như vậy, thì nó được gọi là thông báo đẩy, bởi vì bạn là người tải cái app thương hiệu của cái cửa hàng đó về rồi. Bạn tải về cái app thương hiệu đó rồi thì bây giờ nó đẩy thông báo cho bạn, chứ không phải là tự nhiên khi không mà mình có nhận được những cái thông báo này đâu. Chị lấy ví dụ nha, tải cái app Grab đi, Grab Grab á, thì trong đó nó có những cái phần Grab Food rồi Grab giao hàng kia nhiều nhiều, đúng không? Đây, thì bây giờ họ đẩy những cái thông báo này cho bạn để mà kích thích bạn mua hàng, hoặc là kích thích bạn giao hàng hay là đặt chuyến đi gì đó. Đó, những cái thông báo này thì cái dạng thông báo đẩy này nó truyền thông tin nhanh chóng, trực tiếp, đúng không, hơn là cái anh email này. Anh email là một cái hình thức marketing truyền thống rồi,
phải chưa? Làm email ở đâu, làm ở trên website được, app cũng được, miễn là em có được cái email của khách hàng, cái chuồng thông tin data email, thì em làm được cái email này rồi chưa? Ở trong cái phần email marketing của bên GoSale thì là nó cho phép mình là đẩy đồng loạt ha. Đó, đẩy thoải mái, đẩy auto tự động cho một loạt khách hàng, được chưa? Đấy, vậy thì so sánh nha, giữa email marketing và thông báo đẩy thì bây giờ người ta sẽ ưa chuộng để mà làm cái dạng nào hơn? Suy nghĩ một chút ha. Thật ra nó tùy vào cái loại hình để mà nó làm cái công việc này, và thậm chí là kết hợp cả hai cái thằng này để mà làm luôn. À, tuy nhiên là bây giờ về mặt email á, thì người ta bắt đầu người ta hạn chế bớt đi, người ta sẽ làm cái công thức á, là phải lọc ra được cái khách hàng mà có nhu cầu nhận email thì người ta mới gửi thông báo tới. Nếu không thì sẽ rơi vào cái tình trạng là bị làm phiền người khác, đúng không? Đó, mình cứ gửi email liên tục như thế này á, thì trong số những người mà mình gửi đi thì sẽ có những cái số đối tượng không có muốn nhận cái email thông báo này. À, nó giống như là cái tin rác vậy các bạn, lúc nào mà cũng gửi cho mình hết thì phiền phức, phải chưa? Phiền phức, đúng không? Thì từ đó làm cho khách hàng của mình không có cái độ mà tin tưởng với mình nữa. À, giống như một cái cửa hàng mà nó cứ ham bán hàng quá, về cái việc chăm sóc khách hàng của nó không được tốt, nhưng mà cứ suốt ngày nó đẩy sản phẩm mới cho mình xem hoài, vậy thì rất là phiền phức, đúng không? Bởi vì tôi đâu có nhu cầu để mà mua những mặt hàng đó đâu, mà cũng được bị gửi nữa. À, cho nên là làm cái email marketing này phải làm một cách khôn khéo nha, mới giữ chân được khách hàng. À, và thậm chí có một số đơn vị á, họ làm cái email marketing này, họ mua data ở đâu không biết mà mua rất là nhiều, và liên tục đẩy về thông 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 tin của nhãn hàng cho em biết. À, thì cái hình thức đó đó nó giống như là cái công việc mà để cho em ghi nhớ về cái nhãn hàng gì đó ha. Thì cái tâm lý của mình, nếu như mà mình cứ liên tục nhận được cái gọi là cái hình ảnh thông tin về bất cứ cái gì, thì dần dần qua ngày tháng thì các em cũng sẽ nhớ về cái sản phẩm đó, nhớ về cái sự kiện đó ha. Người ta nói học một từ mới trong tiếng Anh á, là cần phải lặp đi lặp lại tới 24 lần, đúng không? Thì em mới nhớ được cái từ vựng mới đó, ở cái từ đó. Vậy thì bây giờ áp dụng vào trong cái việc bán hàng cũng như thế thôi. Đó, là cứ làm thường xuyên như thế, đến một ngày người ta cũng sẽ nhớ mình, biết mình. À, rồi, tiếp tục, postcard này, nó ở trong cái phần mà social nha. Những ai mà bán hàng trên Facebook á, sẽ làm được cái việc này. Postcard là sao? Là nó sẽ đẩy lại những cái tin, à, nó đẩy auto, đẩy tự động. À, em muốn nhắn tin cho khách hàng của mình, nhưng mà làm sao mà cùng một lúc em có thể nhắn được tới mấy trăm người ở trong cái hộp thư của mình được? À, đúng không? Mình dùng công cụ này để mà mình đẩy tin nhắn tự động lại cho khách hàng của mình. Tuy nhiên là phải có bị giới hạn bởi cái Facebook á, anh ấy giới hạn lại là chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì mình mới nhắn tin được cho khách hàng tự động vậy thôi. Nếu như mà sau 24 tiếng đồng hồ á, đó, những người khách hàng mà liên hệ đến fanpage nhé, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, được chưa? Thì em có quyền được em gửi tin nhắn lại cho người ta được. Đó, tin nhắn tự động này nè. Đó, còn sau 24 tiếng đồng hồ em không gửi lại được nữa. Bởi vì sao? Nếu mà em cứ gọi là liên tục đẩy những cái tin spam gì đến khách hàng của mình á, thì làm sao? Làm cho cái trải nghiệm của người khách hàng nó rất là tệ, hay là khách hàng nó khó chịu với Facebook liền ấy các bạn. Nó bỏ Facebook liền á, đúng không? Bao nhiêu cửa hàng ở trên đất nước mình mà cứ cứ làm cái câu cái chuyện mà gửi gửi tin spam này kia tới người khác như vậy, rất là phiền phức, đúng không? Cho nên là phải có giới hạn lại, phải chặn lại ở chỗ này nha. Rồi, tiếp tục hai các bạn ha. Đây, ở dưới đây mình làm cái gì? Làm mã free ship giảm giá với code flash sale giảm giá tự động. Thì trong hệ thống GoSale có làm những cái này hết. Được không? Đây, bây giờ mình mở cái hệ thống ra mình coi trước ha. Rồi, mình đi từ cái quảng cáo bấm đuôi nè. Đó, vô cái phần cửa hàng trực tuyến.
xong rồi kéo đến nâng cao. Được chưa? Facebook Pixel. Ha. Cái dòng mà Facebook Pixel ID này thì khi mà em tạo ra con Facebook Pixel này xong á, em mới dán cái dòng ID này vô đây để mà nó theo dõi website của mình. Còn cái ở dưới á, là nó theo dõi cái ứng dụng của mình nha, cái app thương hiệu của mình á, đã theo dõi được. Đây, thì lúc bài trước thì chị không nhớ là chị có giải thích cái vụ mà Pixel, Facebook Pixel này chưa. Giờ cho chị nói lại ha. Thì là như thế này. Đó, khi mà em hiểu nôm na cái anh Facebook Pixel này á, ảnh là quảng cáo bám đuôi. Vậy thì bây giờ mình đi phân tích cái chữ quảng cáo bám đuôi nó là như thế nào ha. Thì nghe vô cái từ trừ từ quảng cáo á là em biết là phải tốn tiền rồi thì mới làm ra cái việc đó được. Đấy. Bây giờ chị là Facebook này. Chị là anh Facebook nha. Chị có một cái cô thư ký tên là Pixel. Được không? Và chị gửi cái cô Pixel này qua bên website của em để mà cổ bên đó cổ đi thám thính thông tin. À, những cái dữ liệu gì đó cô muốn có được hay cô lấy thông tin của khách hàng, được chưa? Đó, và khi chỉ có được những cái thông tin đó rồi, data đó rồi, bắt đầu cổ mới quay về lại cổ báo cáo cho chị là Facebook nè. Đó, cổ báo cáo cho chị là à tôi đã lấy được những cái thông tin data này của bên phía anh website đó rồi, được chưa? Bắt đầu anh Facebook anh mới qua anh đàm phán, anh thương lượng với cái anh website đó. Đó, bây giờ là tôi có được cái tiệp data của bên anh rồi đó. Đúng chưa? Mà những cái data này là sao? Là những vị khách hàng mà người ta chưa có mua hàng của anh, người ta vẫn còn lưỡng lự, đó, người ta vẫn đứng ở trên trang đó, người ta suy nghĩ, người ta bỏ vô giỏ hàng rồi nhưng mà người ta chưa chịu mua. Nếu mà bây giờ ha, thì anh nhờ tôi thì những người khách hàng của anh sẽ nhìn thấy được những cái bài đăng tiếp tục của anh ở trên Facebook của tôi. Đó, đã bao giờ các bạn vô Google bạn search tìm kiếm thứ gì và sau khi đó các bạn lại nhìn thấy cái sản phẩm đó nó trên Facebook của mình chưa? Đó, mình đang lướt Facebook tự nhiên mình nhìn thấy vậy. Đó, thì đây là cái quảng cáo bóng đuôi các bạn ha, với điều kiện là anh website á ảnh đồng ý, ảnh bắt tay, ảnh chịu trả tiền cho anh Facebook này để cho thực hiện ra cái phiên quảng cáo đó ha. Đây, quảng cáo bóng đuôi nó là như thế. Thì đây với cái việc là các em chỉ cần nhấn cái mã đo lường này, cái mã ID này, à, vô cái phần này thôi là nó đã theo dõi được cái website của em nha. Rồi, còn về cái phần mà lấy mã như thế nào thì các bạn lên YouTube các bạn coi lại giùm chị để mà biết cách lấy mã ha. Rồi, tiếp. Treo banner này kia cái thứ này. Còn nhớ không các bạn? Các bạn ở đây là cũng học cái phần thiết kế giao diện rồi đúng không? Mà chị đây tôi nhắc lại cho những bạn nào mà họ không nhớ hoặc là chưa chưa có tham gia vào cái lớp thứ bảy nha, thì vô cái phần thiết kế giao diện ha, em up ra một cái website được rồi là nó sẽ có cái phần đây, cái phần giao diện nó hiện lên này, rồi chọn chỉnh sửa. Có một trong những cái cách mà truyền thông giúp khách hàng biết đến mình đó, đó. Mở ra ha, có cái banner nè. Đây. Đó, chọn vô trình chiếu banner nè, mình mở ra những cái banner như thế này á là cái việc làm này nó vô cùng là hữu ích luôn đó nha mọi người ha. Ví dụ giống như em có một sản phẩm mới, em mới tung ra thị trường. Đúng chưa? Em cần người ta biết đến em. À, ví dụ bây giờ em gửi email kia thứ rồi, làm đầy đủ các thứ rồi. Nhưng mà em cũng cần phải trang trí cho cái nhà của mình nữa. Đó, nó có cái trang đồ trang trí mới gì em cũng phải show ra cho người ta biết, được không? Mở banner ra đây, những cái phần mà sản phẩm mới cho họ thấy được là những cái sản phẩm mới này đang hiện có, đúng không? Đó. Đây là cái hình thức mà làm truyền thông miễn phí gì cho nên mình phải tận dụng nha. Rồi tiếp tục là gì, cái phần go call này nó là cái gói mà gọi điện thoại tổng đài rồi, email thông báo đẩy podcast rồi, nó nằm trong đâu? Email đây. Đó, tiếp thị ha. Bấm vô cái phần tiếp thị là nhìn thấy cái chiến dịch email nằm đây. Được không? Đó, mở vô nè. Rồi, mấy cái phần này quá dễ dàng với các bạn rồi. Chỉ cần mình nhập thông tin thôi. Được không? Chọn mẫu ở đây, chọn vô thôi. Nha. Đây, chọn mẫu.
Đây nè. Ha. Những cái mẫu như mình có cái mẫu mà HTML á, bạn nào mà viết được cái phần HTML này thì mình có thể viết lại theo cái ý của mình nha. Và quan trọng là trong cái phần mà gửi đến này ha, đấy, gửi đến nhóm khách hàng. À, nhóm khách hàng là sao? Là bây giờ á, bắt buộc các em á, khi mà mình đã có data của khách hàng rồi, nó tập trung ở CRM phải không nha, nó tập trung ở CRM. Thì bây giờ mình cần nhóm lại những cái đối tượng mà cần truyền thông tin đến cho họ, chứ không phải là trong đây là mình gửi hết tất cả những khách hàng của mình đâu. À, là việc làm như thế nó rất là mất thời gian là cái nhất. Cái thứ hai là như chị nói, là những người người ta không có nhu cầu để mà người ta nhận thông tin mà em cũng gửi như thế luôn, thì chẳng khác nào là mình đang làm phiền người ta, đúng không? Vậy thì cái nhóm khách hàng này nó là như thế nào? Thì ví dụ bây giờ em có một cái sản phẩm mà gọi là, à, những người đã từng sử dụng cái sản phẩm này, à, em muốn lọc ra, được chưa? Em muốn lọc ra những người đã từng mua cái bánh kem đó đi, ha. Thì bây giờ em phải cần tìm ra cái nhóm đó đầu tiên nè, ha. Vô phần khách hàng, chọn phần phân nhóm, được không? Tạo nhóm khách hàng. Đây, à, đã từng mua, ví dụ là cái nhóm này. À, ví dụ là vậy ha, tìm ra lại đây, nhìn nha, sản phẩm đã mua này, thì chỉ cần là mình chọn sản phẩm nó vô thôi. Rồi ví dụ như bánh này nha, đấy ha, thì nó sẽ lọc ra được cái danh sách, được chưa? Nó lọc ra được danh sách những người đã từng mua cái sản phẩm đó cho em, có 23 từng người từng mua ha. Và sau em muốn làm marketing email đó, em mới gắn cái tag những cái người này, đây cái nhóm người này em gắn vô trong đó ha, em gắn vô trong cái khúc mà hồi nãy chị chỉ á. Thì làm sao em gửi lại cho họ coi về cái sản phẩm đó lại, được chưa? Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này á, nó đã có sự cải tiến, à đó, hoặc là nó có mã giảm giá cho cái sản phẩm đó, đúng không? Thì ngày hôm nay chị lấy ví dụ giống như là bây giờ hàng tồn kho của bên em nhiều quá, cái mặt hàng này tồn kho nhiều quá đi. Đấy. Thì bây giờ em tốn tiền em chạy quảng cáo, em tìm kiếm những người mới để mua cái mặt hàng này, nó lại tốn thêm cái chi phí marketing nữa. Đó. Tuy nhiên là em phải tận dụng những người mà đã từng mua trước cái đã. Bởi vì họ sẽ có nhu cầu mua lại lần hai đó. À, thì trong số 23 ngày người này thì ít nhất cũng sẽ có 3 người. À, ví dụ là vậy nha. Ít nhất cũng sẽ có 3 người là có nhu cầu muốn mua lại, nhưng mà họ chưa có nhớ ra em để mà họ đi mua lại đâu, mà nhờ cái email marketing lúc nãy em đẩy lại những cái thông báo cho họ đó. Đó. Thì giống như là bây giờ cái sản phẩm này nó đang được giảm giá trong cái thời gian là 3 ngày. Được chưa? Chỉ 3 ngày thôi thì mới mua mới được giảm giá, giảm 10% hay là 20% gì đó. Đó. Thì cái nhu cầu của người ta lúc bấy giờ họ được kích thích lên, đúng không? Kích thích lên. À, bởi vì là bản chất là người ta đã từng sử dụng cái sản phẩm này rồi, ừ cũng thấy ok, ngon á. Nhưng mà bây giờ hỏi tôi mua lại lần nữa không thì chưa, chưa có dự định mua. Nhưng mà trong cái điều kiện là em đang giảm giá như vậy thì á, cái yếu tố này nó sẽ kích thích người ta mua hàng, mua quyết định mua hàng nhanh chóng hơn. À, nhớ nha, làm ra những cái nhóm như thế này để mình giúp mình tiết kiệm là cái thời gian không có bị lãng phí cho những cái khách hàng không có nhu cầu. Rồi. Còn cái broadcast là nó nằm trong câu chat, được không? Đây, broadcast nó nằm trong đây. Đó. Tiếp nha. Làm mã free ship nè. À, em thấy không? Từ một khách hàng mới mà mình dẫn dụ cho người ta để trở thành khách hàng tiềm năng á, nó tốn nhiều, nó rất là mệt mỏi ở đây. Đó. Thì em trải nghiệm những cái app em cũng thấy, em đặt đồ ăn ở trên food đưa. Trên 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 Grab hay trên Shopee Food hay gì đó, hay Baemin gì đó đi, khi mà em là khách hàng mới của người ta á, thì người ta cho em nhiều mã giảm giá không đó, nhớ lại giùm chị nha, người ta cho rất là nhiều giảm giá, đúng không? Giảm giá liên tục luôn. À, để làm gì? Để em trở thành một cái người dùng của họ, họ đang tạo thói quen cho mình, thói quen mà đặt hàng online vậy đó, đặt những cái thức ăn online
Thì khi mà trở thành thói quen vậy rồi thì sau này em rất là khó bỏ, đúng không? Bình thường là mình phải chạy ra ngoài nắng để mà mình mua cơm mình ăn buổi trưa, à rất là nắng đâu vậy. Từ ngày mà mình tải app về thì mình chỉ cần ngồi một chỗ thôi và mình order ha, đặt đồ ăn người ta giao tới cho mình như vậy, thì em thấy thích không, sướng không? Đã vậy mà còn có thêm mã giảm giá nữa, đã ha, đặt online nó còn rẻ hơn, thậm chí là rẻ hơn là mình đi tới tại cái cửa hàng mà mình mua hàng nữa, phải không? Đó chỉ là cái những cái hình thức dẫn dụ ban đầu thôi. Đó, khi mà em đã trở thành một cái người mà khách hàng tiềm năng trung thành rồi đó, đã có phát sinh nhiều đơn hàng với họ đó, đến chạm đến cái mốc nào đó là bắt đầu họ nhả cái mã khuyến mãi ra. Đấy, càng lúc thì càng không thấy được cho mã khuyến mãi ở cái app nào hết trơn á. Đó. Đó, có ai có cái tình trạng tương tự gì chưa? Đó, chị tin là ai cũng vậy thôi ha, không có thấy mã khuyến mãi gì hết, à thì lúc bấy giờ là sao các bạn? Lúc bấy giờ là sao? Mình hay có xu hướng là tìm những cái app khác mà nó có mã khuyến mãi để mà mình đặt, phải không? Chỗ nào mà cho mình mã khuyến mãi thì mình mới đặt, đúng không? Đấy, vậy thì sao, ở trong đây mình cũng làm được những cái ưu đãi như thế đây nha, mã ưu đãi nè, giảm giá. Đây, mình làm về cái khuyến mãi trước này. Mã giảm giá nha. Chà, nó đứng hoài. Rồi, mã giảm giá cho sản phẩm ha, mà giảm giá cho dịch vụ, được chưa? Như lúc ban đầu chị có nói là cái phần cái website, cái ứng dụng bên mình á là làm được cả hai mảng. POS cũng vậy, làm về sản phẩm và cẩn lẫn về dịch vụ, được không? Thì bây giờ mã giảm giá này nó cũng sẽ có cho ra hai phần đấy. Ví dụ nha, chứ bây giờ mình đang ở tháng mấy rồi, à đó, tên chương trình giảm giá mùa tựu trường đi, được không? Lập một cái tên tên chương trình để mình ghi nhớ thôi nha. Rồi, tiếp cái dòng tiếp theo nó nói là áp dụng mã giảm giá làm phần thưởng ưu đãi. Rồi rồi rồi, khúc này nghe bắt đầu không hiểu rồi đúng không? Thì á em chỉ vô cái dấu chấm hỏi này. Đó, thì nó nói cái gì? Mã giảm giá này sẽ hiển thị trong mục ưu đãi của tôi khi khách hàng truy cập vào thông tin cá nhân ở trên website ứng dụng di động. Đấy, là nghĩa là khi mà em click vô cái phần này, này, tại em click vô cái phần này như thế thì lập tức á, khi mà em gửi cái mã ưu đãi này, à để chị tắt cái này ha, khi mà em gửi cái mã ưu đãi này nè cho khách hàng á, sau khi mà mình lưu bấm lưu á, là lập tức những cái mã giảm giá nó sẽ được tự động đi vào trong cái tài khoản của khách hàng, được chưa? Đây, tài khoản của khách hàng là gì đó? Bây giờ mình đi mua hàng trên website ha, thì người ta có cái phần trang cá nhân này nè, nó cũng giống như cái sàn thương mại điện tử, không em cũng phải lập ra cái trang cá nhân để mà em biết được là theo dõi đơn hàng của mình đang có bao nhiêu đơn hàng, rồi đơn hàng nào đang 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 gọi là di chuyển tới mình hay như thế nào đó, đúng không? Đó, những trạng thái của đơn hàng. Thì ở bên đây nó cũng có cái phần mà gọi là trang cá nhân của em thấy được thông tin đơn hàng của em như thế nào, à đúng chưa, thông tin của tôi các thứ này muốn chỉnh sửa lại, chỉnh sửa đây đúng chưa. Rồi nhìn xuống đến cái phần mà ưu đãi của tôi đó, nó giống như là một cái phần quà tặng gì đúng không mọi người, quà tặng, được chưa, quà tặng cho khách hàng của mình những cái mã giảm giá như thế này. Bởi vì sao, bán hàng mà không biết tặng quà thì có thành công nổi không mọi người ơi? Ở đây có ai thích được nhận quà và có ai không thích được nhận quà không? Đây, những cái mã ưu đãi thì nó tự động nó chui vô ví của khách hàng nha. Đây, đó, à, nó chạy ra mất tiêu rồi. Rồi nói về cái phần quà tặng nè. Ai trong chúng ta cũng đều thích nhận quà khi mua hàng hết trơn, phải không? À, và thậm chí ở ngoài thực tế ngoài đời
đó, người ta tặng mình một món quà nhân cái kỷ niệm gì đó, hoặc là vào cái ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 ha, chỉ cần một nhận được một cái bông hoa nhành hoa thôi là đủ cảm thấy vui rồi, phải không các bạn? Đó, và khi mua hàng cũng vậy, có thắc mắc là sao mà mình hồi nhỏ mình đi siêu thị á, mình hay thấy là ở trên những cái sản phẩm nó hay có tặng kèm thêm mấy cái chén đó, cờ no này kia đó, nó hay có kèm thêm cái chén, nó tặng kèm đó. Những cái sản phẩm tặng kèm như thế á, thậm chí là người ta mua là người ta mua vì cái sản phẩm được tặng kèm đó luôn, đúng không? Cờ no ở nhà còn rất là nhiều, nhưng mà tại sao lại thích mua mua thêm để làm gì? Chứa cho nó chật nhà. Nhưng mà bởi vì là người ta thích cái món quà mà khuyến mãi đó, quà khuyến mãi, được không? Đó thì ở bên mình ha chưa có làm cái phần mà có cái khuyến mãi quà tặng ở đây. Tuy nhiên á, là cho người ta về những cái loại hình giảm giá như thế này, là kéo xuống này, đây đây, giảm giá theo phần trăm, giảm giá theo số tiền cố định, hoặc là miễn phí vận chuyển cho người ta ha. Đó, mình chưa có gọi là cái tính năng gọi là tặng kèm quà trên cái sản phẩm đính kèm hay gì. Trong cái tương lai sắp tới thì bên mình sẽ phát triển cái phần đó. Đó, tuy nhiên là bây giờ là mình sẽ cho người ta giảm giá theo cái loại hình. Đây, thứ nhất, ví dụ em muốn giảm 10%, đúng không? Đó, và mình chỉ được phép chọn một trong ba loại hình này thôi nha các bạn ha. Trên một cái code giảm giá đó thì mình chỉ chọn một trong ba thôi. Phần trăm là cái nhất, cái thứ hai, nếu mà mình chọn số tiền cố định, đúng không? Ví dụ giảm cho người ta 10.000 đồng ha, hoặc là miễn phí vận chuyển ở đây. Tuy nhiên cái miễn phí vận chuyển này á, đó, nó không phải là miễn phí 100%. Nếu như khách hàng không có nhu cầu này, nghe chưa, cái người mà buyer á, người ta người seller á, người ta không có nhu cầu giảm giá cho khách hàng của người ta 100% thì người ta có thể siết lại ở đây, nghe chưa. Giờ chị áp dụng này, ví dụ chị áp dụng cho giao hàng nhanh thôi, là chỉ có mỗi bên giao hàng nhanh là người ta qua lấy thôi nha. Đó, chọn giao hàng nhanh thì mới được giảm giá thôi nha. Còn không mình thích chọn hết tất cả ở đây. Được chưa? Ví dụ là ship bình thường là các anh này ảnh sẽ lấy cái độ sẽ lấy độ khoảng là 25.000 đi, thì bây giờ là mình chịu 15.000 thôi. Được chưa? Và 10.000 còn lại là khách hàng phải tự trả, đúng không? Đó, mình không giảm giá toàn phần. Đó. Còn ví dụ giống như là ở đây là mình giảm hẳn luôn, giảm hẳn 25.000 luôn, được không? Rồi tiếp ha, à khúc trên là mình chị chưa nói cái phần mà tạo mã nha. Thì khi khi mà ở đây này, đó em cần phải list thêm cái phần này nữa, là không hiển thị mã giảm giá trên cửa hàng trực tuyến nữa, tại vì cái phần này là mình dành code cho những cái vị khách hàng mà mình ưu đãi thôi, chứ không phải là cho tất cả khách hàng. Rồi ở đây thì mình ghi cái nội dung về cái mã giảm giá này vô, bla bla cái thứ vô nha. Rồi mã giảm giá thì bây giờ mình tạo tự động ra cũng được, được chưa, hoặc là mình cho cái tên cửa hàng của mình vô đây để giúp cho người ta nhớ được cái cửa hàng của mình luôn. Ví dụ là vậy ha, Lưu Ly Shop gì đó, giảm giá cái mã này là giảm giá 50 ha, 50.000 ví dụ vậy nha. Đó bây giờ mà đi mua hàng mà được giảm giá hẳn tới 50.000 như thế thì ok đúng không, xuất sắc. Đấy. Rồi chiến dịch nào cũng có thời gian chạy hết đó các bạn, đó mình phải có cái giới hạn, nếu không có giới hạn lại thì sao, à thì người ta không có mua hàng đâu. Nói thiệt bây giờ ha, em lập ra một cái chiến dịch em cho nó chạy không có thời hạn luôn, được không? Vậy thì là người ta có tâm lý của người ta là hôm nay tôi mua cũng được mà ngày mai tôi quay lại người ta mua cũng được đó, mắc gì thì tôi phải mua liền đúng không, đợi chừng nào cho có lương lãnh lương ra thì hẳn mua chứ, mà bây giờ cuối tháng rồi đang kẹt tiền rồi tự nhiên còn mua thêm những cái mặt hàng này về nữa làm chi, đúng không? Thì người ta sẽ không quyết định mua hàng nhanh chóng được với em đó, thậm chí là để qua những cái ngày sau bắt đầu người ta không còn cái nhu cầu mua hàng nữa, người ta hết hứng rồi đó, hoặc là người ta trong cái thời gian đó người ta thấy được cái cửa hàng khác nó khuyến mãi hấp dẫn hơn, à nó khuyến mãi hấp dẫn hơn hay gì đó đúng không, nó cho mã đây tới 100.000 lận đó, người ta chạy qua đó người ta mua cũng mặt hàng đó nha, mình giới hạn lại để cho người ta dùng cái mã khuyến mãi này càng nhanh càng tốt, đúng chưa?
chọn thời gian vô đây ha, chọn thời gian các thứ vô đây ha, chọn thời gian vô. Hôm nay 29 phải không, nó cho 2 ngày thôi, thì giờ mãi này rất là có giá trị nên cho 2 ngày thôi. Rồi lắc quá các bạn. Đó, ví dụ là chị chọn được rồi đi ha. Lắc quá. Rồi. Tiếp. Cái dòng mà giới hạn sử dụng nè. Rồi ở đây nói cái gì? Giới hạn tổng số lần sử dụng. Rồi. Mọi người hiểu giùm chị ra đây là cái gì? Là bây giờ chị có cái mã code này. Mà chị muốn phát ra 100 cái mã code như vậy. Được chưa? Đó. Đó là tổng cái số lượng cái mã code đó đó. 100 cái. Nha. Và bây giờ em muốn là mỗi người khách hàng chỉ sử dụng một lần thôi. Do thì em tích vô đây. Để tích có nghĩa là mỗi một cái tài khoản, một cái account á, là chỉ dùng được một lần thôi. Ha. Người đó không được mua tới lần thứ hai, không được sử dụng 2 lần cái mã code đó. Nha. Còn nếu mà ở đây mà em không để cái giới hạn mỗi người khách hàng chỉ dùng sử dụng một lần á, thì là tức có nghĩa là cái người khách hàng này có quyền là đi vô đây mua nhiều lần. Ha, 1 2 lần, 5 10 lần cũng được nữa. Mua đến khi nào chừng nào mà cái mã code này nè nó hết thì thôi. À. Này thì tùy vào những cái ID của mình làm ra. Là và điều kiện giảm giá này. Nhóm khách hàng, cái khúc này quan trọng ha các bạn ha. Nhóm khách hàng là sao? Em đâu có phải cho tất cả ai cũng cho, đúng không? Em cần phải giới hạn lại, em cần phải siết lại những cái người nào cần được cái mã giảm này bây giờ. À, suy nghĩ ra ha. Bây giờ làm sao khách mà người ta đang có nhu cầu sẵn mua cái mặt hàng rồi, những cái sản phẩm ở trên website của mình, trên cửa hàng của mình rồi, thì mình cho họ mở mã giảm giá nữa làm gì, đúng không? Bởi vì họ đang có dự định họ mua rồi. Còn mình phải tìm ra được cái nhóm đối tượng mà người ta đang không có nhu cầu mua hàng lại á, đó thì mình mới mới cho người ta mã giảm giá để mà kích thích người ta mua hơn. Chị lấy ví dụ nha, chị phải tìm ra bằng được cái nhóm khách hàng mà trong 30 ngày qua không có phát sinh đơn hàng, được không? Đó, 30 ngày là cũng dài rồi đó, họ không chịu quay lại mua hàng, mà mình còn phải cân nhắc theo cái mặt hàng của mình nữa. Ví dụ giống như em bán thực phẩm chức năng đi, thì khi họ mua một cái lọ mà thực phẩm chức năng về dưỡng da, à là cái lọ này tới 100 viên lận, mỗi ngày uống một viên, thì họ phải mất ít nhất là 3 tháng, đúng không? Đó, ít nhất là 3 tháng đối với những người mà uống đều đặn ha, nó mới hết được cái lọ thuốc đó, cái lọ thực phẩm chức năng đó. Còn đối với những người mà sao họ quên uống thì thời gian nó sẽ dài hơn. Thì bây giờ mình cứ lấy đúng chuẩn là hết 3 tháng thì người ta phải mua thêm cái lọ tiếp theo đi ha, thì mình tìm ra số lượng những cái người nào mà 3 tháng, được chưa? 3 tháng gần đây không có phát sinh đơn hàng thì đúng là nó sẽ kịp cái thời điểm mà người ta cần mua hàng mới, mà mình gửi tặng cho người ta cái mã free ship nữa. Thì em thử hình dung nha, nó sẽ kích thích khách hàng mình mua đến cỡ nào, đang đúng cái lúc đó. Cho nên là làm marketing phát mã khuyến mãi như thế này là phải đúng người đúng thời điểm nha. Vậy thì giờ này chị đi tìm ra cái nhóm khách hàng mà trong vòng 30 ngày qua đi không có phát sinh đơn hàng gì hết, chị tặng người ta những cái mã khuyến mãi, những cái mã free ship. Đó, ví dụ gì? Rồi coi ha, tiếp tục mình nhóm người ta ở cái chỗ thông tin đơn hàng, được chưa? Mình sổ xuống tổng cái số đơn hàng ha, tổng số đơn hàng bằng gì? Bằng không trong mỗi tháng. Là em hình dung ra nha, cái công thức ở đây nó sẽ đặt ra như nè. Ví dụ em mua hàng ở cửa hàng của chị nha, thì cái ngày đầu tiên em mua hàng và tiếp tục sau đó nó tính 30 ngày tiếp theo lên, à và em không có phát sinh gì hết trong 30 ngày này, lập tức nó sẽ liệt kê em vào trong cái nhóm đối tượng là trong 30 ngày đó, mỗi tháng này trong 30 ngày là không có những cái đơn hàng nào hết. Đây rất là đông, rất là nhiều đấy,
thì em cứ để cái nhóm này ở đây như thế này ha, và không mình không cần đụng chạm hay chỉnh sửa gì nó hết, tự động nó sẽ liệt kê được những cái người nào mà cứ có cái tần suất là trong 30 ngày không hề có đơn hàng nào hết á, là nó sẽ vô đây, nó sẽ vô cái nhóm này, nó tự động nó cho thêm vô nha. Cho nên là mình cầm cái nhóm này mình đi dán vào cái đoạn hồi nãy thôi là được. À đây trở lại này đó, rồi bắt đầu mình áp dụng những cái sản phẩm nào chưa à, hoặc là những cái bộ sưu tập hay sao đó, hoặc là những cái sản phẩm nhất định này nha, còn yêu cầu tối thiểu này à, hoặc là giá trị thành tiền tối thiểu. Ví dụ ở đây bắt buộc người ta phải mua mua trên 500 ngàn thì mới được giảm giảm gì giảm 50 ngàn đó đó, cái cost của mình là 50 ngàn mà ha, phải mua trên 500 ngàn được không, thì buộc là người ta phải mua thêm những cái mặt hàng khác cho nó đủ đúng không, rồi hoặc là mua số lượng tối thiểu trong đơn, ví dụ là cần phải mua 5 mặt hàng à, cần phải mua 5 mặt hàng thì mới được hưởng cái ưu đãi đó ha, còn không thôi thì mình không cần thiết để những cái yêu cầu này, rồi áp dụng chi nhánh áp dụng trên nền tảng xong, thế là mình sale lại cái mã ưu đãi này là xong ha, thì lập tức là sẽ gửi tặng cho khách hàng vào trong cái ví ưu đãi đó, rất là dễ dàng. Rồi vậy là nha ha, mình làm tương tự đối với những cái chiến dịch bên đây, chiến dịch bên đây là chiến dịch tự động, là không cần có mã code gì hết, khi mà em có được cái gọi là cái yêu cầu giảm giá đó, điều kiện giảm giá các thứ này à, thì người ta đạt đủ cái yêu cầu của em á, thì bắt đầu người ta được trừ tiền luôn, nó không cần phải có code, còn bên đây là phải biết code ha, biết code nhập vô thì mới trừ tiền nha. Đấy, khác nhau ha các bạn ha. Rồi làm flash sale, hôm bữa có nói rồi đúng không ta, flash sale này à, mở ra một cái flash sale rất là đơn giản, khi mà em mở ra cái thời gian cái phần mà quản lý thời gian này xong rồi em thêm thêm cái chiến dịch vào thôi nha, cái này rất là đơn giản, hôm bữa là chị có nói rồi đó. Rồi tiếp tục, rồi mình chuyển qua cái giai đoạn khách hàng trung thành. À, mình biến họ trở thành khách hàng trung thành với mình. Rồi, mình phải thiết lập được membership, đúng không? Mình phải làm sao cho những cái người khách hàng này họ duy trì mua sắm với mình. Đó là cái chìa khóa mà giữ chân khách hàng ở lại với mình á, chính là mình phải tạo cái thành viên membership ở trong này. Đúng chưa? Khi mà em đi mua hàng em cũng thấy được là người ta hay hay hỏi em là có muốn tích điểm hay không, đúng không? Đó, thì những cái việc làm như thế để giúp cho duy trì cái gọi là cái phần thưởng của em có ở trong cái cửa hàng này. Khi mà em có được số điểm nhất định ở trong cái cửa hàng nào đó rồi thì em không còn có gọi là cái ý định để mà em thay đổi, như cái khúc mà em không có một cái gì để giữ chân em lại không đó. Ví dụ chị đi Bách Hóa Xanh đi, chị thường xuyên đi chợ ở đó và mỗi lần mà mua xong thì chị lấy cái app tích điểm ra à, cái quà tặng VIP á, màu vàng chị đưa cho người ta để người ta quẹt người ta tích điểm với chị à. Thậm chí là em đi ở đâu em cũng thấy được là điện máy xanh cũng vậy, đều có hết. Nói chung là cái phần tích điểm này bây giờ mình cũng làm cho khách hàng ha, khi mà mình cài đặt điểm số ở đây nè đó thì sao, kích hoạt ngày hết hạn cho điểm thành viên à, mình có cái ngày hết hạn các bạn ha. Tại sao lại cần phải có ngày hết hạn như vậy? Nếu mà các em không để ngày hết hạn ở đây á, bỏ ra không cần. À, thì bây giờ khách hàng á có bao nhiêu điểm thì người ta cũng để yên đó, người ta không có chịu mua mua sắm tiếp, đúng không? Nhưng mà với cái ngày hết hạn này nè sẽ làm cho người ta bị đốc thúc là mình phải sử dụng cái số điểm này chứ không nó hết, uổng lắm, rất là uổng. Phải chưa? Cho nên là cần phải có cái ngày hết hạn lại. À, rồi, tiếp tục quy đổi điểm này, chỗ này em làm quy đổi điểm ở đây, ví dụ giống như một điểm á là cần có tới 100.000 mua hàng được không, thì ví dụ đơn hàng này là 1.000.000 đi à, với cái điều kiện à, với cái đặt đặt điều kiện ở đây á là một điểm cần có 100.000 mua hàng ha, vậy thì cái đơn hàng 1.000.000 thì mình sẽ có được 10 điểm đúng không, đấy có được 10 điểm rồi. Những cái phần này là nó sắp ra mắt ha. Đây.
Rồi tiếp tục. Giờ bây giờ mình quy đổi lại nè. Vậy thì một điểm, khi mà khách hàng đã có được một điểm rồi á, bắt đầu họ đi mua hàng họ sẽ được giảm giá bao nhiêu nha, họ sẽ được chiết khấu lại 1.000 đồng ha. Với cái đơn hàng lúc nãy á, là họ kiếm về cho họ được 10.000 đồng, 10 điểm mà 10 điểm thì tương đương với cái lần mua hàng tiếp theo á, họ muốn xài hết cái số điểm này thì họ sẽ bấm vô cái phần mà trừ điểm số đi ha, để mà được xài thì họ sẽ được trừ 10.000, đúng không ạ? Rồi tiếp, khi mà em có được điểm số quy đổi vậy rồi á, cái này là cái hình thức nó không liên quan gì đến cái phần khách hàng thân thiết ha, thì bên bên cái gọi là cái hệ thống này nè thì nó không có quy định bởi điểm số để mà thăng hạng lên, được không? Cái việc mà thăng hạng như thế này á thì mình làm theo cái hình thức khác đó, ví dụ thăng hạng này, chị lấy ví dụ là hạng bạc đi. Rồi với cái hình thức là em sẽ nhóm cái đối tượng khách hàng của mình, được không? Và sao cái quyền lợi ở đây là cái gì? Chị lấy ví dụ là hạng bạc thì bắt đầu họ được chiết khấu 15%, giảm tối đa là 10.000 đồng nha, giảm tối đa là 10.000 đồng. Thì có nghĩa là những cái đơn hàng nào họ phát sinh á, khi mà họ chạm được cái giới hạn là hạng bạc này rồi thì họ đều sẽ được giảm 10.000 đồng hết. Đấy. Vậy thì bây giờ cái điều kiện mà để được hạng bạc này, để được vào cái thứ hạng là thành viên là hạng bạc này thì cần phải có điều kiện như thế nào? Ê, bắt đầu mình phải lập điều kiện ra ha. Và đồng thời mình cũng phải thông báo cho khách hàng biết ha. Ở đây là cái gì, trên 10 triệu đồng thì mình viết rõ ra. Khi khách hàng phát sinh đơn hàng, phát sinh tổng đơn hàng trên 10 triệu đi. Đó, trên 10 triệu. Ví dụ vậy ha. Thì mình sẽ được vào thứ hạng là hạng bạc, đúng không? Đó. Phía ra cho khách hàng thấy, khách hàng biết nha. Thì bây giờ mình mới đi phân nhóm này. Vô cái phần khách hàng. Phân nhóm họ ra. Đây, tìm ra những cái khách hàng nào mà tổng đơn hàng của họ là trên 10 triệu ha. Tổng đơn 10 triệu này. Rồi. Bắt đầu bây giờ em lọc thông tin khách hàng, ngày đăng ký này kia các thứ, rồi không có cái dữ liệu nào hết. Em vô tới cái phần đơn hàng, em sẽ thấy được là tổng tiền hàng nó nằm ở này, được chưa? Đó, chọn vô tổng tiền hàng. Bằng bao nhiêu? Đã là 10 triệu đúng không? Bằng 10 triệu. Đó, bằng 10 triệu. Bây giờ em thêm một cái điều kiện nữa. Tổng tiền hàng. Rồi. Khúc này là sao các bạn? Đó. Khúc này mình để nhỏ hơn hay lớn hơn? Lớn hơn, phải không? Rồi, 10 triệu. Đúng không? Phải vượt qua cái mức 10 triệu đó thì mới được là hạng bạc nha. Và bây giờ mình lưu ý là mình phải chọn một trong các điều kiện chứ không thể tất cả điều kiện được. Đó, không thể vừa lớn hơn và vừa bằng được, mình phải chọn một trong các điều kiện. Rồi, lưu lại nha. Có 16 người ha. Có 16 người trong cửa hàng của chị là đủ điều kiện để mà được hạng bạc. Thì em cầm cái nhóm này em gắn vào cái thứ hạng đó để cho hệ thống nó hiểu được là khi mà 16 người này nè tiếp tục phát sinh đơn hàng thì người ta sẽ được nhận chiết khấu. Được không? Đó, và em cứ giữ nguyên cái điều kiện này thế này ha. Rồi làm cho một cái tương tự cho cái hạng hạng đồng á, hạng vàng đi. Hạng vàng, phải là hạng bạc nha. Hạng vàng 20 triệu. Đó. Cũng làm tương tự như thế các bạn. Này. Này, 20. Rồi, mở thêm điều kiện nữa. Đây. Đó. Rồi sao? Cái này cũng này chọn gì? Vẫn là lớn hơn nha. Đó. Rồi, em lưu lại. Được chưa? Vậy là trong cửa hàng của chị chưa có ai vượt qua mức 10, 20 triệu hết, cho nên dữ liệu ở đây không có. Nha, khi nào có thì nó vô đây. Là khi nào có thì là từ những cái người nè, những cái người nào mà đang ở cái đoạn mà tổng đơn 10 triệu nè,
đó, họ mua thêm, họ mua thêm, họ mua thêm, họ nhích lên tới cái hạn 20 triệu đồng thì lập tức tự động hệ thống nó sẽ lấy những cái người đó nó bỏ qua đây hả các em ha, và các em không cần làm gì hết trơn á, chỉ cần mình nhóm ra những cái nhóm vậy thôi. Tự động khi mà những người này đủ điều kiện một cái đơn hàng, tổng đơn hàng phát sinh 20 triệu đồng cái là bắt đầu nó sẽ cho số lượng phân bổ vô đây, phân bổ vô đây. À, hiểu ý chị không? Tương tự làm với những cái thứ hạng cao hơn nha. Rồi, tiếp tục. Rồi mình mở cái phần mà bán sỉ cho khách nữa. Được chưa? Chiết khấu cho sỉ nè, số lượng lớn mua sỉ này kia các thứ nè. Rồi, em vô phần sản phẩm để em làm cái vụ mà bán sỉ cho người ta. Rồi, bây giờ cái sản phẩm này đi. Bánh mì nè. À. Thường thường bánh mì này người ta mua với số lượng lớn phải không? Nhiều nhiều nhiều. Nhiều người mua rất là nhiều ha, tiệc tùng đãi đám cưới gì đó. Rồi bây giờ kéo xuống vô phần sản phẩm ha. Thì bắt đầu bây giờ mình kéo xuống thêm giá bán sỉ cho sản phẩm này. Bắt đầu em thiết lập. À, trong này đã thiết lập sẵn rồi ha. Đây, giá sỉ 1, giá sỉ 2 thì mua từ 10 sản phẩm đúng không? Giá cho một sản phẩm là 9.000. Đây, thấy không? Là có nghĩa là bình thường là cái sản phẩm này bán nhiêu? Hình như là bán mười mấy ngàn phải không? Thì bây giờ mua từ 10 sản phẩm đổ lên á, thì bắt đầu nó sẽ hiểu được là à, mặc định ở đây sẽ rớt xuống 1.000 á, giảm giá 1.000 cho khách nè, giảm giá 10%. À, ổ bánh mì này 10.000 ha. Thì giảm giá 1.000, sản phẩm còn lại là 9.000 đồng. Được chưa? Nhóm khách hàng chúng ta áp dụng cho tất cả khách hàng. À, cái này là mua với số lượng lớn đó các bạn. Thường thì các bạn bán sản phẩm các bạn cũng sẽ để ý được là nếu mà ở chỗ cái shop nào á mà người ta mở cái phần mua với số lượng lớn 5, 10 cái, 20 cái gì đó được nhận được chiết khấu á, thì bắt đầu sao? Bạn có cái xu hướng gọi là gọi những người bạn bè của mình để mà mua chung phải không? Mua chung để được cái giá tốt, để được cái ưu đãi vậy. Và thậm chí là mình còn lợi thêm cái phần phí ship nữa ha, chia ra thì mỗi người không có bao nhiêu hết. Tuy nhiên là mình được giảm giá, đúng không? Thì đây là cái ý đồ để mà giúp cho khách hàng của mình gia tăng lên, doanh số mình gia tăng lên, đúng không? Tự động khi mà người ta thấy được là có lợi ích, được giảm giá trên sản phẩm vậy, bắt đầu người ta mới rủ bạn bè người ta, rủ đồng nghiệp người ta mua mua chung với mình, à, mua chung để mà được cái ưu đãi chiết khấu như thế này. Thay vì là một mình chị này thì chị này chỉ cần mua 5 cái thôi. À, và chị thấy là nếu mà mua thêm 5 cái nữa thì mình được giảm giá. Cái giá của mình nó được giảm xuống như thế này. À, thì chị rủ thêm người này người kia để mà chị mua mua thêm cho nó đủ số lượng ha. Đấy. Rồi tiếp tục. Giá sỉ tiếp theo mua trên 20 cái ha, mỗi cái chỉ còn 8.000 đồng thôi. Đó, mình được lời tận 2.000 đồng trên một cái. Vậy thì 2.000 nhân cho 20 này thì sẽ ra con số là nhiêu các bạn? 40.000, được chưa? Đó, mình sẽ được giảm giá 40.000 đồng. Được không? Rồi, muốn thêm giá bán sỉ thì thêm chỗ này nha. Đó, mở ra thêm này. Đó, xóa đi, xóa đi, xóa đi bớt. Đó, ví dụ là vậy nha. Rồi. Đó là cái phần mà thêm giá bán sỉ. Đó, mà từ khách hàng trung thành để làm sao để là họ trở thành cái người mà đi giới thiệu sản phẩm cho mình. Đó, các bạn suy nghĩ nha. Đó, những cái chiến lược mà mình đưa ra để mà mình chiêu mộ những người làm cộng tác viên cho mình đó, nó cần phải có chiến lược hết. Được không? Nha, suy nghĩ khúc này nha. Rồi. Đây. Chị nốt ra này. Nhớ tên khách hàng. Đúng không? Mình chăm sóc họ là mình cần phải nhớ tên họ. Nhưng mà bây giờ hỏi một câu là người ta mua online rồi, người ta rất là nhiều khách hàng ở trên cửa hàng của mình, làm sao mình nhớ tên được từng người, làm sao mình chăm sóc được người ta. Đó thì không sao, mình có cái gì, có bộ phận CRM ở đây. Đó, nó giúp lưu trữ lại những tất cả những cái thông tin khách hàng ở đây hết rồi. Chưa? Muốn tìm kiếm khách hàng gì ở đây thì cũng có được. À. Đó, có được cái bộ lọc cho các em tìm kiếm khách hàng. Và thậm chí là những vị khách hàng nào mà hay bơm hàng của mình, gọi hỏi sản phẩm 800 lần nhưng mà vẫn không chịu mua. Được không? Thì em cũng có thể gắn tag để mà nhóm họ vô thành một cái nhóm. Ừ. À, ví dụ như chị này, chị hay gọi là
Chị này đã bơm hàng mình một lần rồi đó. À, ví dụ vậy đi. Chị bơm hàng mình một lần rồi. Thì mình gắn tag cho chị. Đây, bấm bấm vô và enter ha. Rồi. Enter ra. Xong em lưu lại. Chưa? Rồi. Vì bây giờ chị muốn đi phân nhóm, chị nhóm những người khách hàng nào mà gọi là hay bơm hàng của chị á. À, công việc đầu tiên là chị phải làm sao? Chị phải gắn tag cho những cái người hay bơm đó. Ví dụ giống như là bây giờ ha. Đó, mình biết được cái thông tin của người ta, cái số điện thoại người ta này, thì mình chỉ cần mình search lại thôi và mình gắn tag cái hành động lúc nãy chị làm á, gắn tag cho họ. Và sau đó mình đi phân nhóm họ ra. Đó, vẫn là vô cái phần phân nhóm lúc nãy, xong rồi tạo phân nhóm ra. Rồi, vậy thì ở đây là cái gì? Thông tin khách hàng nha. Rồi, thẻ khách hàng. Được không? Em tìm cái thẻ mà lúc này em gắn cho người ta đó. Luôn. Ha, hiện tại đang có 3 người, được không? Đang có 3 người là hay bơm hàng. Đó, bây giờ em coi nè. Cái phần này nó tự động và chỉ cần làm một lần thôi nhé. Không cần phải làm những lần tiếp theo. Đây, gắn tiếp cho người này nha. Luôn. Rồi, chở vô cái phần phân nhóm. Đó, nó tăng số lượng lên là 4 người. Ha các bạn ha. Đó, hễ sau này khi mà em làm á, em chỉ cần gắn tag cho những cái người nào mà em gọi là muốn phân nhóm lại thôi, thì tự động nó sẽ vào đây hết. Nha các bạn ha. Rồi, dùng những ưu đãi nhỏ để giữ chân khách hàng. Nhớ không? Đó là những cái gì? Những cái phần mà chị mới vừa trình bày ở đây. Yeah, những ưu đãi giảm giá chiết khấu hay gì đó ha. Rồi và thường xuyên xin ý kiến đóng góp của khách hàng, cái phần này là sao đó, giống như em làm những cái cuộc khảo sát vậy đó, mà bây giờ các em không có cái phần mà tổng đài ảo để các em gọi hay gì đó, thì mình cũng có thể là mình mở cái form xin ý kiến của khách hàng ở trên đó. Đây, ở trên website của mình ha, kéo xuống. Đó. Đó, ví dụ em mở dưới chân trang, ở gần chân trang một cái form xin ý kiến của khách hàng thì sao đó, bởi vì mình phải biết lắng nghe. À mọi người ha, một trong những cửa hàng mà họ phát triển tốt, phát triển nhanh chóng và gọi là giữ vững phong độ bền vững, thì đồng nghĩa với việc là họ rất là biết lắng nghe khách hàng của mình ha. Thì nếu mà em không lắng nghe được khách hàng của mình á, thì cái việc làm mà mình khiến cho họ không hài lòng á, mình không có biết được, thì mình cứ làm việc đó hoài, đúng không? Vậy thì bây giờ mình mở ra một cái form mẫu để mà xin ý kiến của khách hàng như thế này nha. Thậm chí là mình cũng có mở những cái ô chat ở đây. Đối với doanh nghiệp người ta quan trọng cái phần này lắm các bạn. Đó, bởi vì sao? Nếu mà bây giờ em mở bong bóng chat ở đây nè. Ha, người ta cầm lên vô trong cái phần gọi là bong bóng chat này á, thì vô tình là nó vào trong cái khu vực mà của các bạn làm admin của trang web, hay là những các bạn mà đang đang làm admin fanpage gì đó, bạn sẽ đọc được tin nhắn đó. Nhưng mà bây giờ bạn đó, bạn sẽ che giấu, bạn bao che luôn, bạn không báo cáo lại với lại người quản lý chẳng hạn ha. Đó, vậy thì không ai biết được là những cái lỗi sơ suất mà cửa hàng đã làm ra với khách hàng đó, nó bị chôn vùi luôn, đúng không? Có, nhưng mà đối với lại form đăng ký này, à cái form mà gọi là xin ý kiến của khách hàng như thế này nè. Đây, những cái cầm lên này nè, nó được tự động nó vào trong hệ thống admin ha, thì người chủ có thể coi được ở trong này, đúng không các bạn? Nha. Đó, còn cái dài này là cả một ngày cả mấy trăm tin nhắn ví dụ là vậy, thì người ta cũng không có thời gian để người ta lọc, người ta xem. Ha. Thì bây giờ chị lấy ví dụ như chi này đó. À, ví dụ là vậy ha. Rồi sao? Nội dung ở đây. À, toilet quá hôi. À, ví dụ là gì? Đó, giờ cô này cổ cầm lên vậy và cổ bấm gửi. À, không. Rồi. Rồi bây giờ ha. Anh chủ này cái ảnh lâu lâu ảnh vô ảnh ngồi ảnh xem thử coi là khách hàng của mình có cầm lên có phàn nàn gì không. Đó, bắt đầu ảnh vô cái phần khách hàng để ảnh lọc ra. Chọn bộ lọc ha. Đó, chọn form liên hệ này. Rồi, bấm hoàn tất. Ha, cái chị này mới vừa gửi tin nhắn vô này.
xuất hiện ra liền hai các em ha. Các em nhìn thấy được số điện thoại, các em có được email. Rồi sao nữa? Đọc xuống cái phần ghi chú là cái phần mà chỉ phàn nàn đó. Rồi sao? Phút này bây giờ mình thấy khách hàng của mình khó chịu rồi. À, thì mình có bộ phận chăm sóc mình gọi điện ra để mà mình xin lỗi khách hàng ha. Rồi, hiểu ý chị không? Đây là cái phần mà thông tin form liên hệ đến từ khách hàng đó. Rồi. Còn đây là một số cái ví dụ mà để các em giữ chân khách hàng ở trên sàn thương mại điện tử mà giúp người ta điều hướng người ta biết được website của mình á. À, mọi người mua hàng thì mọi người thường xuyên thấy những cái này, phải không? Thấy những cái gift giảm giá, những cái voucher. Đó, em ví dụ em đặt trên Shopee đi. Đặt trên Shopee xong rồi cái người ta gửi cái kiện hàng đó đến. Đồng thời là người ta cũng kèm thêm một cái những cái thư cảm ơn như thế này. À, đó. Mục đích là gì? Mục đích là để cho các em tiếp tục mua hàng và sâu xa hơn nữa là để cho những cái người mua hàng này á, họ biết đến cái website hoặc là biết đến fanpage gì đó của cái cửa hàng này. Tại sao vậy? Mọi người biết thông tin gì chưa? TikTok là đã lên tới cái hoa hồng 4 chấm rồi. À, nó không còn 3 chấm nữa các bạn. Sợ chưa? TikTok shop đó. Bây giờ ai bán hàng trên TikTok shop thì giống như là kiểu đang sạch ra nè. Đây, cập nhật phí bán hàng của TikTok này. Đó, vô đây các bạn đọc lên sẽ thấy. Thì phí của họ là đã tăng lên rồi. Vậy thì lỡ như mai mốt này sau này họ cũng sẽ tăng lên tới tới 6, 7 chấm hay 8 chấm gì đó là sao? Đúng không? Thì đu heo có nổi không? Đó, một lúc nào đó thì bây giờ mình làm giống như là mình cũng không thể tăng giá được mà cũng không biết phải làm sao đúng không? Thì bây giờ thay vì như vậy thì mình cần phải điều hướng khách hàng ở trên sàn á về lại biết được cái trang website của mình. Tại trên đó phá giá dữ quá ha, chỗ nào cũng bán giá sỉ hết trơn á, mà bán giá sỉ nhưng mà lại bán lẻ ha. Vậy thì sao mà mình còn sống nổi nữa đúng không? Điều hướng về website thông qua những cái việc này đó, ví dụ giống như là bây giờ nhận voucher, à muốn nhận được cái voucher 30% này nè, thì bây giờ mình phải truy cập vào trong cái website được không, và mình mua hàng cho lần tiếp theo đó thì mình được giảm cái giá cái mã này ở trên website. Hoặc là như thế nào, bạn cũng có thể là lợi dụng cái phần này để mà yêu cầu người ta đánh giá cho mình 5 sao đúng không. Đánh giá 5 sao thì bắt đầu khi mà đánh giá 5 sao xong rồi á, chụp màn hình lại và liên hệ qua qua bên fanpage Facebook nè hoặc là website nè đó, để mà mình show cái bằng chứng ra là tôi đã đánh giá rồi và bạn nhận được một cái mã khuyến mãi tiếp tục ha, giảm 20.000 hay gì đó, ví dụ là gì. Đã có nhiều hình thức để mà người ta điều hướng về website lắm. Đó, hôm bữa chị đặt một con gà. Nhưng mà trên đường mà con gà đến á, thì đã nhận được cái tin nhắn như thế này rồi. À, cái cửa hàng này á, một là nhất nó dùng tool để nó quét được số điện thoại của chị. Thứ hai là nó gặp thẳng tài xế để mà nó xin số điện thoại. Được không? Nó xin số điện thoại của người nhận á. Đó, thì nó gửi như thế này. Thì bạn đọc thử coi bạn thấy vui không? À, thì lúc mà bạn ăn mà lỡ như nó làm dở hay gì bạn cũng thấy là thông cảm với nó, tại vì nó mới mở mà đúng không. À, và nếu còn nếu ăn ngon thì mình sẽ sẵn sàng mình lên mình đánh giá 5 sao liền ha. Đó là những cái hình thức mà để giữ chân khách hàng. Chính vì vậy mà khi mà học bài này á thì các bạn áp dụng ha, kèm với lại những cái công cụ của GoSale để mà giúp chúng ta làm thành công phát triển tốt hơn. Rồi, cái buổi training hôm nay á đến đây nội dung cũng đã tạm dừng rồi. Mọi người có những cái câu hỏi nào đặt ra cho chị không? Thì trong quá trình làm á, các bạn có gặp cái khó khăn gì á, hoặc là các bạn chạy không có được cái gì đó, thì các bạn cứ nhắn tin cho chị Chi giúp thầy với ha. Các bạn cứ nhắn tin cho chị nha. Rồi, nếu mà không có câu hỏi nào thì chị sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay ở đây ha, và cũng là buổi cuối cùng mà mình gặp mọi người luôn rồi.